Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Vâng, thì nhưng mà biết đây là thêm một đối tượng nữa đã nhập kho lên tới 7 năm tù liên quan đến cái tội là đưa người xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Thì như mọi người đã biết rằng thì trong thời gian qua ấy, luôn tục đã phát hiện ra những cái đối tượng là người Trung Quốc có mặt ở trong lãnh thổ của Việt Nam thì đã có những cái bàn tay tiếp tay của người Việt để đưa chúng vào trong khu vực sâu vào trong nội địa. Thì một số trường hợp, một số đối tượng thì đã lĩnh những cái bản án thích đáng của mình. Thì tại Móng Cái thì mọi người cũng biết rằng thì 6 đối tượng cũng đã chia nhau rất là nhiều năm tù rồi. Thì hiện tại thì hôm nay ở vụ án này thì thêm một đối tượng nữa đã nhập kho. Và về cái việc là đưa người nhập cảnh trái phép giữa mùa dịch Covid thì đã lĩnh lên tới 7 năm tù. Ngày 13 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Công Yên, sinh năm 1984, ngụ ở xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, về tội tổ chức đưa người khác xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Thì theo nội dung cáo trạng, Yên hành nghề chạy xe ôm ở khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Yên thường xuyên đưa khách qua lại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, nên là quen biết người đàn ông có cái tên là Atha, người Campuchia, cũng hành nghề chạy xe ôm quanh khu vực casino thuộc thành phố Ba Vét của Campuchia. Thì trong lúc cả nước đang tập trung thực hiện các quy định của chính phủ về phòng chống dịch NV, thì các cửa khẩu hạn chế cho người xuất nhập cảnh để đề phòng ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên thì Yên lại đồng ý đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khi một người đàn ông Campuchia có cái tên là Atha đặt vấn đề. Thì chỉ trong vòng 5 ngày, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 5, Yên đã kết cấu với Atha tổ chức đưa 2 lần với 4 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, thu lợi bất chính với số tiền là 1.300.000 đồng và thêm 400 đô. Thì đây là những cái thông tin mình cập nhật cho mọi người liên quan đến cái vụ việc mà một thanh niên nữa là phải nhập khai trại lên tới 7 năm tù liên quan đến việc đưa người trái phép nhập cảnh vào Việt Nam. Bởi vì chỉ với số tiền là 1.300.000 đồng cho 4 người và 400 đô nữa mà thanh niên này phải chịu một cái mức án lên tới 7 năm tù. Mà mình nghĩ như vậy thì vẫn còn ít, nó chưa đủ sức răn đe cho một số cái đối tượng còn có cái ý định chỉ vì đồng tiền mà làm quay lưng quay lại để cắn đồng bào. Thì mọi người biết rằng thì dịch bệnh nếu như không được kiểm soát tốt thì rất là nguy hiểm. Trong khi mà trong phía trong nước thì chính phủ với người dân đang rất là nỗ lực để dập dịch, thì ở phía giáp biên thì còn một số cái đối tượng cấu kết với người nước ngoài để đưa chui đưa lủi những cái đối tượng là người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua những cái lối đường mòn mà trong thời gian vừa rồi chúng ta đã bị bộ đội biên phòng đã phát hiện ra, hoặc là khi vào trong lãnh thổ, sâu trong lãnh thổ thì cũng đã bị người dân cũng như chính quyền phát hiện ra thì cũng đã bắt giữ. Và những cái đối tượng này thường thì chỉ bị phạt hành chính có tới 4 triệu đồng, và những cái người mà tổ chức đưa những cái người đó vào ấy thì cũng tùy theo từng đối tượng sẽ bị phạt từ phía cơ quan chức năng. Thì những cái hình bản án, những cái hình thức phạt như thế này mình nghĩ rằng là nó sẽ phải mạnh hơn chứ nữa để có sức răn đe đối với những cái đối tượng này. Bởi vì trong thời gian vừa rồi chúng ta biết rằng phát hiện ra rất là nhiều những người Trung Quốc, thậm chí lại còn cả một số cái đối tượng là đã dùng nhà nghỉ của mình để bao che cho những người Trung Quốc này, lập một cái kế hoạch sẵn để nếu trong trường hợp bị phía cơ quan chức năng phát hiện thì họ sẽ có đường để rút lui. Như vậy thì thực sự là quá nguy hiểm luôn mọi người ơi. Bởi vì Trung Quốc thì là một cái nước đang dịch bệnh cũng đang bùng phát không kém, còn hơn cả Việt Nam. Như vậy thì hoặc là Campuchia cũng vậy. Trong khi đó thì một số đối tượng chỉ vì tiền, vâng, chỉ vì tiền mà họ bất chấp, họ quay lại để đấm vào sau lưng của đồng bào. Bởi vì bao nhiêu cái nỗ lực của người dân cũng như chính phủ ở trong nước dập dịch, nhưng mà chỉ cần một con sâu bỏ dầu nơi canh, chỉ vì một cái con người ý thức thấp thôi thì có thể rằng một con mối sẽ cắn đổ một cái tường thành là như thế này đây à mọi người ạ. Bởi vì họ không có ý thức. Trong khi là cái bao nhiêu cái công sức của người dân đã đổ, nếu mà chỉ vì những cái người này sẽ đổ sông đổ biển trong một ngày nào đó. Bởi vì mọi người biết rằng là nếu như chúng ta không kiểm soát tốt, chỉ cần một người F0 họ đi lang thang ở trong xã hội thôi, thì cái việc là các lượt F1, F2 lúc đi hàng loạt sẽ nở ra. Và như mọi người biết rằng nó rất là nguy hiểm, bởi vì liên tục trong thời gian vừa qua ở một số địa phận của Việt Nam thì cũng đã phát hiện ra một số cái trường hợp, phải nói rằng là sau khi phát hiện mình bị bệnh thì không biết rằng là mình nhiễm bệnh từ đâu. Cụ thể là Hà Nội cũng đã 2 trường hợp không phát hiện được F0. Như vậy thì chúng ta phải nói rằng hết sức nguy hiểm. Hay là một số cái thành phần lại còn đi đã tiếp xúc với bệnh nhân là F1, là người đã nhiễm bệnh, nhưng sau đó thì lại còn đi lanh quanh đi rất là nhiều tỉnh, từ ở trong Huế ra đến Hà Nội. Thì như vậy có biết rằng thì đối với những trường hợp này mà không có sự phạt nặng để có sức răn đe thì mình nghĩ rằng nó rất nguy hại cho xã hội như hiện nay. Mọi người phải biết rằng là cái công cuộc xây dựng được đến ngày hôm nay thì phải nói là một cái thành quả rất là tuyệt vời của người dân Việt Nam cũng như chính phủ rồi. Nếu không may mà một người nào đó họ đưa những cái người mà bất hợp pháp kia vào Việt Nam, một trong số đó mà có vấn đề thì trước tiên là những cái người mà đưa vào
thì chắc chắn nó sẽ nhiễm bệnh trước. Thì chắc chắn rằng gia đình anh em nhà chúng sẽ phải bị nhiễm bệnh trước, sau đó thì lại nguy hại cho cộng đồng. Bởi vì mọi người biết rằng là nếu trong cái trường hợp mà dịch bệnh bùng phát mạnh thì những cái đồng tiền này liệu có nổi cứu nổi cái mạng sống của những cái con người mà đang làm những cái việc bất chính này không, những cái con người mà đang đâm sau lưng đồng bào như thế này không à mọi người. Chỉ với nhiều lắm thì cũng chỉ mười mấy triệu đưa từ Trung Quốc sang Việt Nam, liệu rằng nếu trong tình hình mà dịch bệnh bùng phát mạnh nó cũng đã nhiễm bệnh, thì liệu rằng với cái số tiền đó có, liệu rằng có chữa, có sống nổi, có cứu sống nổi đối với những cái thành phần đó hay không, mà chúng chỉ vì một chút lợi nhuận cá nhân. Trong lúc Covid này thì mọi người biết rằng thì tất cả mọi người đang đều rất là khó khăn, thì tất cả mọi người đều đồng tâm hiệp lực để mong rằng sẽ đẩy sớm được cái dịch bệnh đó ra để chúng ta có cuộc sống để đi làm và kiếm tiền, thì lúc đó nó mới được cuộc sống nó mới được bình an. Còn hiện tại lúc này chỉ vì mấy cái đồng bạc như vậy thôi, bất chấp đấy, đưa người qua biên giới, lại còn nói rằng là một số thanh niên còn lên Zalo hoặc là WeChat còn nói rằng là bao tất cả các đường biên nhằm cái mục đích là để đưa những cái người Trung Quốc muốn sang Việt Nam. Một số người thì họ nói rằng là sang để kiếm việc hay là sang để cái gì mà mở doanh nghiệp, thì trong cái lúc này thì chẳng có việc gì cả, chẳng có cái doanh nghiệp nào cả. Mục đích của chúng nói ra là như vậy, nhưng chúng ta không hề biết rằng là mục đích chúng đang đây để làm cái gì, thì chỉ chúng mới biết được. Thật sự là rất nguy hiểm. Nhưng mà lại một số người Việt Nam được cho rằng là cái ý thức cực kỳ tồi, mà họ không hề biết rằng là những cái đối tượng đó là sang đây mục đích chính để làm gì. Họ chỉ cần tiền thôi. Với khoảng đâu 10 người và 4 triệu một ngày, thì như mọi người biết rằng nếu mà cư trú bất hợp pháp tại cái nhà nghỉ đó khoảng một tháng, thì cái nhà nghỉ đó thu lợi bất chính số tiền cực kỳ khủng, lên tới hơn 100 triệu trong một tháng. Trong khi đó thì người dân và chính phủ ngoài kia thì còn đang phải phơi nắng phơi sương, nhiều chú bộ đội còn phải dầm mưa dãi nắng để ngăn chặn cái dòng người đổ về từ phía bên kia biên giới. Trong khi đó thì chúng lại ở trong nội địa để phá hoại công cuộc xây dựng như thế này, thì thật sự là rất nguy hiểm. Đối với những cái trường hợp mà đưa người hoặc là tiếp tay cho những cái đối tượng này, thì nghĩ rằng là chính phủ hãy có những cái biện pháp chặt chẽ hơn, răn đe mạnh hơn để làm bài học cho những kẻ khác. Bởi vì nhiều người cho rằng là cái bản án 5 hay 6 hay 7 năm tù đối với những cái trường hợp này gần như là chúng vẫn còn bỏ ngoài tai, vì đồng tiền mà chúng vẫn có thể làm được. Nên là cái việc là sau khi phát hiện ra những cái đối tượng này thì chắc chắn rằng sẽ có những cái bản án thích đáng, chứ không phải là cái việc phạt hành chính như những ngày đầu. Những trước lúc mà không dịch bệnh thì chắc chắn rằng chúng này bọn này chỉ bị phạt hành chính thôi. Nhưng mà lúc này thì đang dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, thậm chí rất nhiều các quốc gia trên thế giới. Nhưng mà về cái vấn đề mà để cho đi rơi đi lung tung như vậy hoặc đưa người trái phép vào Việt Nam chỉ vì với cái vài đồng bạc như vậy, với có hơn 1 triệu bạc mà 14 người đưa vào Việt đấy, vào đến tận lãnh thổ của Việt Nam, thì mọi người biết rằng nếu trong cái trường hợp mà không may có những cái người là họ nhiễm bệnh, thì thử hỏi rằng là trước tiên thì những cái gia đình của những cái người mà trực tiếp đưa vào đó sẽ phải chịu ảnh hưởng trước, xong đó là ảnh hưởng đến người dân khu vực xung quanh. Như vậy thì lại làm khổ cho chính phủ, cho những người dân xung quanh đó. Nên là việc là mình nghĩ rằng là mọi người hãy có ý thức một chút để cho cái công cuộc xây dựng của Đảng và chính phủ thì nó sẽ sớm được mãn nguyện. Chứ còn bây giờ thực tế như lúc này thì mọi người cũng đều biết rằng là mọi người cũng đang cố gắng lắm rồi, mọi người cũng đã đang oải lắm rồi. Đừng làm khổ thêm người dân nữa, đừng vì vài cái đồng tiền đó mà mọi người làm đổ cái công cuộc xây dựng của nhà nước. Vì nên mọi người nhìn rằng là tất cả mọi người cũng đang phải gồng mình lên cả rồi. Những cái người mà nhiễm bệnh đấy, họ ra đi trong cái cô đơn và lạnh lẽo, thì mọi người cũng đã được biết những cái thông tin đó rồi đấy. Hãy nhìn đấy để lấy một cái bài học, biết đâu một ngày nào đó những cái người mà nằm trong cái xe đó hay trong cái áo quan đó lại chính là những cái người mà đang tiếp tay cho những cái người nước ngoài vào Việt Nam thì sao. Lúc quý thì các bạn cũng chỉ đi ra đi một mình thôi, trước ra đi dưới cái rạnh giá thôi, chứ cũng chẳng có ai dám đến để mà thắp cho các bạn một cái nén nhang đâu. Đối với những cái người mà ra đi vì Covid thì chẳng có ai dám đến gần đâu. Thế nên là cũng hãy cân nhắc, và hãy được xem những cái video đó rồi thì cũng hãy cân nhắc cái việc là có nên đưa những cái người đó vào không. Chỉ về với vài đồng bạc như vậy mà mọi người đã đi để phá hoại công cuộc của đất nước thì thật sự là tôi thấy rằng nó không đáng. Nên là mình muốn cập nhật cho mọi người thông tin của video ngày hôm nay là một thanh niên đã bị phạt đến tới 7 năm tù về cái tội đưa 4 người từ nước ngoài vào Việt Nam. Thì mình muốn cập nhật để cho mọi người được biết. Thì video này mình cũng xin được kết thúc ở đây. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.